Vâng, xin được chào đón toàn thể anh em đã quay trở lại với kênh của Tâm Hero. Hôm nay em giới thiệu đến anh em một cái dòng mic cực kỳ là chất lượng luôn. Một cái dòng mic đến từ Đài Loan, mã là ZX790A anh em nhé. Một cái dòng mic mà đuôi chuột đấy, có gia tốc, có tự ngắt luôn. Một cái dòng mic cực kỳ là chất lượng, tất cả đều là vỏ zin hết anh nhé. Tất cả đều là vỏ zin hết và dọ em đã thay bằng dọ inox. Một cái dòng mic mà thị trường đang bán với giá khoảng tầm 2,5 triệu, 2,6 triệu em nhé. Khoảng tầm 2,5 triệu đến 2,6 triệu. Nhưng mà hôm nay chỉ có 10 bộ này thôi, em sẽ để cho anh em cái giá chưa đến 2 triệu em nhé. Chưa đến 2 triệu một bộ và em sẽ tặng cho anh em một cái bộ pin sạc. Đấy, tặng cho anh em một cái bộ pin sạc cái này bao ship luôn cho anh em. Anh em nào đang xem video thì vui lòng cho em một nút like. Nếu như anh em nào đang có nhu cầu là mua sắm cho mình một cái bộ mic bãi, một cái con vang bãi chất lượng mà giá hợp lý thì em có thể đăng ký kênh để cập nhật những cái sản phẩm mới nhất bên em. Thì quay lại cái dòng mic này. Thì đầu tiên đây là cái mic của nó là mic là ZX790A em nhé. Một cái dòng mic mà rất là cao cấp đến từ Đài Loan. Một cái dòng mic mặt đầu thu của nó là đầu thu màu trắng, ở giữa là hiển thị màn hình LCD rất là sắc nét em nhé. Và còn đây là các cái tổ hộp phím điều chỉnh của nó. Thì đây là cái nút dò hồng ngoại này, đây là mắt hồng ngoại này. Khi anh em mà muốn dò mic thì anh em ấn vào chữ set này, thì anh em để tay mic vào cái mắt hồng ngoại này, nó sẽ tự động dò cho anh em. Nó sẽ tự động là tìm cái tần số sóng sạch để nó dò, để nó ghép với tay mic em nhé. Thế nên là anh em mà không bao giờ là no là bị nhiễu sóng hoặc là bị lạc sóng hoặc là bị trùng sóng anh ạ. Còn phía bên dưới đây, phía bên dưới đây chính là cái volume của nó anh ạ. Cái volume, những cái dòng mic chuyên nghiệp thì bao giờ những cái volume của nó rất là bé đây. Thì thợ thường họ chỉnh cố định một cái mức ở đây để cho hai cái mic nó bằng tiếng nhau thôi. Khi em muốn to nhỏ tiếng mic thì em có thể chỉnh trên vang hoặc chỉnh trên amni. Đấy, những cái dòng mic chuyên nghiệp thì bao giờ nó như thế. Đấy, và cái nút nguồn của đây ạ. Đấy, cái nút nguồn của nó thì nó hiển, nó có một cái nét ở bên trong để nó rất là đẹp luôn. Đấy, nó rất là đặc biệt, nó rất là đẹp luôn để anh em có thể sử dụng. Đấy, nó ngay cả trong tối anh em không phải là tìm cái nút nguồn nó ở đâu nữa, nó hiện lên tối, nó hiện lên rất là đẹp nha. Đấy, bật tắt này. Còn đây là cái phần nội thất của nó. Cái phần nội thất của nó thì con này sử dụng đến 6 hộp sóng em nhé. Sử dụng đến 6 hộp sóng. Và cái sóng của con này đặc biệt rất là khỏe luôn. Anh em làm sự kiện cái mic này cực kỳ là ok luôn ạ. Bình thường cái dâu của cái mic không có dâu, mà cái mic này nó bắt được khoảng tầm 10 mét rồi. Nếu anh em lắp dâu vào cái mic này nó bắt được khoảng tầm 60 mét anh em, 60 đến 70 mét. Rất là khỏe luôn mà không bị rớt sóng. Còn đây là cái phía sau của nó này. Cái phía sau thì bao gồm hai rắc ca lông và một rắc 6 ly. Đấy, đây cái nút nguồn anh em về anh em cắm vào em vào cái nút nguồn này. Còn cái dây 6 ly em tặng thì anh em cắm vào hộ em vào cái nút mic out này em nhé. Đấy, còn đây là cái phần tai mic này. Tai mic thì tất cả những cái tai mic này đều là sơn zin hết em nhé. Vỏ là vỏ nhôm, sơn zin hết, nó không phải là sơn, nó là mạ. Đấy, cái màu, đây là cái màu nhôm nhé, đây là cái màu nhôm này. Và những cái dọ này, những cái dọ này thì em đã thay hết bằng dọ inox. Những cái hàng mic bãi mà sơn zin thì nó sẽ không thể tránh khỏi được những cái vết xước nhẹ này em ạ. Những cái này không phải là vết xước cày đâu, mà những cái này hai cái tai mic nó chạm vào nhau thì nó cũng có cái vết xước nhảy thôi. Còn dọ này thì em đã thay hết bằng dọ inox cho nó sạch sẽ. Cái loại này thì nó có gia tốc, có tự ngắt em nhá. Nó có gia tốc, có tự ngắt. Gia tốc là gì? Gia tốc là khi anh em không may mà bị rơi mic xuống bàn hay rơi mic xuống đất thì lập tức là nó sẽ ngắt tiếng luôn em ạ. Nó sẽ ngắt tiếng luôn để không bị gây bục loa hoặc là cháy loa. Và thứ hai là khi anh em không sử dụng nữa, anh em để xuống bàn khoảng tầm 5 giây em nhá. Khoảng tầm 5 giây thì nó sẽ tự ngắt tiếng ở trên cái đầu này. Nó sẽ tự động ngắt tiếng. Thế nên là anh em không phải tắt mic đi. Và khi anh em vô tình anh em quên khoảng tầm 5 phút thì lập tức là cái mic này nó sẽ tắt cả nguồn luôn em nhé. Nó sẽ tắt cả nguồn luôn để gọi là để nó tiết kiệm pin tối đa cho anh em luôn. Đây là một cái dòng mic mà thực sự mà nói là cái tiếng của nó thì rất là hay em ạ. Tiếng của nó lịnh giọng cực kỳ là tốt luôn. Đấy, cái dòng mic tiếng rất là sáng, đấy, lịnh giọng cực kỳ là tốt. Đấy, và đặc biệt là nó rất là tiết kiệm pin luôn. Thế bây giờ em thử qua một cái bộ tiếng của cái mic này để em nghe nhé. Đây em đã lắp sẵn này trên một cái đầu thu này. Bây giờ em thử anh em nghe đây ạ. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 2 3 4 5 6 7. 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 6. Đấy, phải nói là cái tiếng của nó cực kỳ là bay luôn ạ. Tiếng của nó rất là sáng tiếng và hát rất là nhẹ luôn. Anh em hát cao cũng không bị vỡ tiếng đâu ạ. Riêng cái dòng này anh em hát thoải mái không bị vỡ tiếng. Hay còn đây là em tháo cho anh em xem cái củ của cái mic đây em ạ. Để em tháo cho anh em xem.
một cái dòng mic mà sử dụng hoàn toàn là củ cao cấp của Beyer em nhé. Nó sử dụng hoàn toàn là củ cao cấp đời cao của Beyer luôn. Anh em nhìn nhé. Những cái dòng củ như này là toàn là sử dụng ở những cái dòng mic rất là cao cấp luôn. Cái tiếng của nó cực kỳ là bay, hát rất là nhẹ luôn ạ. Những cái củ này nó rất là đắt. Đấy, những cái củ này nếu mà anh em có nhu cầu mua thì khoảng tầm 350.000 một cái củ như này em nhé. Đấy, mà chưa chắc đã có một cái củ bãi xịn như này đâu. Một cái dòng mic cực kỳ là chất lượng như này, tất cả đều là tay sơn zin hết anh nhá, tất cả đều là tay sơn zin hết. Một cái dòng mic mà có gia tốc, có tự ngắt, một cái dòng sản phẩm mà sánh ngang với những cái dòng mic Beyer vỉ tím đuôi chuột bây giờ. Đấy, cái giá mic Beyer vỉ tím đuôi chuột bây giờ thì khoảng tầm 2.5 triệu đến 2.6 triệu một bộ. Nhưng mà cái mic này nó cũng sánh ngang phân khúc với cái tầm mic vỉ tím này. Chỉ có 10 bộ này thôi nhá, chỉ có 10 bộ này thôi, và hôm nay em sẽ để tương tác cho anh em, em sẽ xả tương tác cho anh em này. Với cái giá chỉ có 1.950.000 em nhé, chỉ có 1.950.000 một cái bộ mic bãi có tự ngắt, có gia tốc đẹp keng như thế này luôn. Đấy, một cái dòng mic rất là chất lượng, anh em lắp phòng hát cũng được, anh em làm sự kiện cũng được, và đặc biệt anh em hát gia đình, cái mic này thì thực sự nó quá chất lượng luôn. Anh em bây giờ mua những cái mic khoảng tầm 4 triệu thì nó không đủ, không được cùng tuổi để so sánh được với những cái dòng mic như này đâu anh em. Những cái dòng mic này giá mới của nó rất là cao luôn. Đấy, cái giá mới là từ 7 đến 8 triệu một bộ anh em nhé. Đấy, giá mới khoảng từ 7 đến 8 triệu. Mà một cái hàng đẹp như thế này mà chỉ có 1.950.000, thực sự là nó quá rẻ luôn. Đấy, nếu như anh em là chốt cái mic này với cái giá 1.950.000 thì vui lòng gọi điện cho em theo cái số là 0369797955 hoặc là 0912 7797955 anh nhé. Đấy, và tất cả những cái sản phẩm này anh em nhận hàng, anh em được kiểm tra, anh em được test thử anh nhé. Anh em được nhận hàng, anh em được kiểm tra, anh em được test thử. Nếu như không đúng sản phẩm như này, nếu không đúng sản phẩm như này hoặc là không như hình như thế này, anh em có thể gửi trả lại cho em. Một cái dòng mic mà cực kỳ là chất lượng mà giá chỉ có 1.950.000. Thực sự là cái mic này nếu như bình thường là khoảng tầm 2.5 triệu em ạ. Đấy, nhưng mà hôm nay em xả tương tác chỉ có 1.950.000 thôi. Và cái số lượng của nó chỉ có 10 bộ em nhé. Và tất cả những cái sản phẩm bên em bán ra, em bảo hành cho anh em là 3 tháng. Và sau 3 tháng nếu mà có trục trặc hoặc có lỗi gì có thể gửi lại cho em để em bảo hành, em hỗ trợ cho anh em sửa chữa. Rất là uy tín với anh em luôn. Chỉ có 1.750.000 đấy nhé. Đấy, cực kỳ là đẹp luôn. Anh em nào chốt thì vui lòng gọi điện cho em theo cái số ở dưới góc màn hình em nhé. Đấy, chỉ có 10 bộ này thôi em, nhanh tay em ạ. Nó không có nhiều đâu. Đấy, anh em nhìn này, ngay cả cái đuôi của nó được bọc cao su này, nó rất là chất lượng luôn, nó rất là đẹp luôn này. Đấy, những cái mic cao cấp này bao giờ nó cũng như này. Đấy. Mic đẹp, mic hay thì có thể cho em xin một nút like. Đấy, và anh em nào đang có nhu cầu mua sắm cho mình một cái bộ mic bãi, một cái con vang bãi thì có thể đăng ký kênh anh em nhé. Đấy, xin chào toàn thể anh em và hẹn gặp lại anh em ở cái video tiếp theo.